Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với tôi Lê Nguyễn và nhà vườn chị Thu Lan nha. Hôm nay tiếp tục cho lưu phò với Mỹ dáng rất là đẹp nha bà con, co lắc một rễ đặt. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và cho lưu với nhà vườn chị Lan ạ. À, chào chị Lan. Chào anh Liêm ạ. À, chào cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ em xin cảm ơn ạ. Em lên mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1, cổ 29, sổ đế 37, cao là 59. Rồi, mã số 1 là cây lẻ ha. Cây này giao luôn là 160k. Chúc chậu quá bạo, quá sống, quá xếp luôn nha bà con. Rồi, tiếp lên mã số 2, cổ 25, sổ đế 28, cao 65. Rồi, cây này rất là cũng là quái ha. Em giao luôn là 150k. Cổ này rất là đẹp, quái. Rồi tiếp theo là dáng cao dáng trực. Cây mã số 3, cổ 23, sổ đế 38, cao là 93. Rồi cây này em giao luôn 180k. Cây này chia cành đều luôn. Rồi tiếp theo mã số 4, cổ 20, sổ đế 27, cao 88. Rồi cây này em giao lưu giá cũng dễ chơi luôn 120k. Cây này 3 tầng ha, ghép được 3 tầng. Rồi một cốt. Cây cổ 26, sổ đế 35, cao 1m22. Rồi cây này em giao lưu là 200k. Cây này cũ rồi, rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 6, cổ 23, sổ đế 36, cao 56. Rồi cây này em giao lưu cũng giá mềm luôn 150k. Bao sống bao ship chút chậu bó bầu nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 7, cây cổ 22, sổ đế 26, cao 93. Rồi cây này em giao lưu 140k. Cây này chia cành đều luôn ha bà con. Rồi tiếp theo mã số 8, cổ 26, sổ đế 35, cao 73. Rồi cây này em giao lưu cũng 150k. Bao sống bao ship chút chậu quá bầu luôn. Rồi tiếp theo cây một rễ ha, dáng trực. Cổ 21, sổ đế 36, cao 97. Rồi cây này em giao lưu 140k cho mã số 9. Rồi tiếp theo lên mã số 10. Cổ 29, sổ đế 28, cao 1m34. Rồi cây này em để giao lưu giá cũng mềm luôn 250k. Rồi cho mã số 10. Rồi tiếp theo lên dòng cặp. Rồi mã 11 là cặp nha bà con. Cổ 18, sổ đế 34, cao 65. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 30, cao 65. Rồi cặp này em giao lưu 200k. Rồi tiếp theo lên mã số 12, cổ 21, sổ đế 28, cao là 58. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 26, cao 60. Rồi cặp này em giao lưu 201. Tiếp theo lên mã 13, cổ 22, sổ đế 33, cao 63. Cây kế tiếp cổ 22, sổ đế 32, cao 60. Rồi cặp nam giao lưu 250k, bao sống bao ship chút chậu quá bầu luôn. Tiếp theo mã 14, cổ 18, sổ đế 33, cao 57. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 35, cao 60. Rồi cặp nam giao lưu cũng 201 luôn. Rồi cặp này cũ cũng đặt cũng quái nha bà con. Cơ mã 15, cổ 24, sổ đế 35, cao 57. Cây kế tiếp cổ 25, sổ đế 30, cao 61. Rồi cặp năm giao lưu giá là 260k. Rồi tiếp theo ha, cặp dáng trực. Do mã 16, cổ 23, sổ đế 30, cao 84. Cây kế tiếp cổ 24, sổ đế 33, cao 1m luôn. Rồi cặp năm giao lưu giá cũng mềm luôn 320k. Cặp này rất là đẹp, bà bự nữa. Rồi tiếp theo lên mã số 17, cổ 20, sổ đế 29, cao 47. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 29, cao 49. Rồi cặp đang giao lưu cho là 200k. Rồi tiếp theo cho mã số 18, cổ 22, sổ đế 35, cao 52. Cây kế tiếp cổ 22, sổ đế 32, cao cũng là 52 luôn. Rồi cặp đang giao lưu cũng 200k. Rồi tiếp theo mã 19, cổ 22, sổ đế 27, cao 65. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 29, cao 63. Rồi cặp nam vô lưu là 201. Rồi tiếp theo cho mã 20. Cây đầu tiên cổ 22, sổ đế 37, cao 72. Cây kế tiếp cổ 22, sổ đế 34, cao là 62. Rồi cặp nam vô lưu giá cũng mềm luôn 280k. Cặp này rất là đẹp, cũ đặt.
Rồi tiếp theo mã 21, cây đầu tiên cổ 21, sổ đế 36, cao 50. Cây kế tiếp cổ 21, sổ đế 32, cao 59. Rồi cặp này em giao lưu 230k. Rồi tiếp theo là mã 22, cây đầu tiên cổ 23, sổ đế 30, cao 64. Cây kế tiếp cổ 22, sổ đế 32, cao 65. Rồi cặp này một rễ co lắc rất là đẹp, em giao lưu là 300k. Rồi tiếp theo mã 23. Cây đầu tiên cổ 20, sổ đế 31, cao 46. Cây kế tiếp cổ 19, sổ đế 31, cao là 46. Rồi cặp này em giao lưu, gái cũng mềm luôn 200k. Rồi tiếp theo mã 24. Cây đầu tiên cổ 21, sổ đế 34, cao là 55. Cây kế tiếp cổ 23, sổ đế là 31, cao là 52. Rồi cặp này em giao lưu là 230k. Tiếp theo mã 25, cổ 20, sổ đế 33, cao 57. Cây kế tiếp cổ 22, sổ đế 35, cao 56. Rồi cặp nam giao lưu cũng 200k. Rồi tiếp theo mã 26. Này bộ rễ rất là dài, chân dài luôn. Cổ 21, sổ đế 46, cao 69. Cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 45, cao 67 luôn. Rồi cặp nam giao lưu cũng 200k cho mã 26. Rồi mã 27, cây đầu tiên cổ 23, sổ đế 35, cao là 60 luôn. Cây kế tiếp cổ 25, sổ đế 36, cao cũng 60 luôn. Rồi cặp này em giao lưu giá cũng mềm luôn, 260k. Rồi cây kế tiếp cổ mã 28, cổ 25, sổ đế 30, cao là 58. Cây kế tiếp cổ 24, sổ đế 36, cao 60. Rồi cặp nam giao lưu là 250k. Rồi cây tiếp theo mã 29, cổ 21, sổ đế 29, cao 60. Cây kế tiếp cổ 23, sổ đế 29, cao 56. Rồi cặp nam giao lưu cũng mềm luôn, 250k cho mã 29. Rồi mã 29 em còn một bộ combo nữa, chẳng 30. Rồi combo này 5 cây em chốt cho là 300 cho mã 30. 5 cây một rễ, 5 cây 300. Rồi 30 mã hay gì? dạ 30 mã combo cuối cùng em cũng kết thúc clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ. Em chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe và luôn may mắn trong công việc. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Thu Lan nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình ở clip kế tiếp ạ.